Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Xong. Vô mở đèn, uống nước rồi mở đèn. Không biết thấm có nhà không ta. Cái mặt ông nội khó muốn chết luôn. Sao dám vô nhà tôi thấm? Hên làm thủ sẵn này. Thắm ơi, Thắm, thằng mất dạy nào vậy? Thằng mất dạy nào mới về chỗ tao vậy? Dạ. Bước ra. Dạ. Dạ. Đứng im à. Dạ con chào chú. Lễ phép quá ha. Dạ. Lễ phép ghê á. Dạ. Lễ phép quá sao tự nhiên trời gạch vô nhà người ta là sao? Dạ con. Lý do gì? Con xin lỗi chú nha, tại vì con. Trời cho đã rồi bây giờ xin lỗi là sao? Con trời vô cho vui thôi à. Thiếu gì nhà không trời, tự nhiên trời nhà người ta mà trời cho vui là sao vậy? Dạ con. Bây giờ tao quánh bay tao nói là quánh cho vui được không? Không. Không không vậy thì sao trời vô nhà người ta? Con trời vô nhà là tại vì con muốn. Muốn gì? Dạ muốn tìm Thắm. Tìm ai? Thắm. Mắc mới tìm con gái ta làm gì? Dạ tại vì con muốn tìm Thắm, con muốn hỏi tại sao Thắm lại phủ phàng cho con dữ vậy? À có nghĩa là muốn cua con gái tôi chứ gì phải không? Không có cua, con trước đó đã quen rồi mà, nhưng mà tại vì con muốn hỏi tại sao Thắm lại đối xử với con tàn nhẫn vậy? Đúng rồi, mình nhìn lại mình đi, mình có ở nhà mình có kiến không? Dạ con có chứ. Có kiến, có coi kiến không? Dạ con coi hoài à. Có kiến nó thấy mình là gì, nó kỳ cục không, ngộ không? Kỳ cục là sao? À, bây giờ mình đứng ở cỡ bằng ngang cánh của con người ta đó, đúng không? Thấy không? Thôi mắc cỡ chứ. Con đâu có biết mắc cỡ đâu. Bây giờ sao? Bây giờ sao tự nhiên dội nhà ta bây giờ con? Chứ giờ chú khó quá, sao con dám vô nhà anh tìm Thắm được? Đương nhiên rồi, nhà có con gái mà phải giữ, đúng không? Phải khó, đâu có dễ dãi vậy được. Gì mà ồn ào quá vậy té? Đây bên đây, đó, bay về tới rồi. Thắm. Đây nè. Gì té? Đó, mất dạy nè. Không có, con không có mất dạy nha. Nó trội đá vô nhà mình nè. Trời ơi trời. Trời trúng đầu tía luôn nè. Trời đất ơi, có sao không tía? Đây nè. Trời đất ơi, ư một cục rồi. Trời ơi, đầu tía tôi như con cá là hán vậy, anh vừa lòng chưa? Cái gì vậy bay? Cái gì mà cá là hán ở đây? Tía ư một cục giống cá là hán đó. Không có đâu, từ nói cái gì được rồi, tự nhiên cá là hán. Bây giờ là nó sưng lên như vậy là nó sẽ chuyển qua cá trê đó, nó không còn cá. Thôi đi, tự nhiên qua đây chi vậy? Thì qua đây để kiếm Thắm nè. Kiếm tôi chi? Kiếm Thắm để hỏi Thắm sao tự nhiên là Thắm đang quen tôi mà Thắm tình cảm mà ngày nào chúng ta còn rủ nhau qua bên quán bà Sáu để mình uống nước ngọt, sao hôm nay Thắm lại phủ phàng? Nè bay con lé không? Sao vậy tía? Bay nghĩ sao bay đi quen với thằng này? Ê đừng phủ phàng vậy nha, anh bớt ngộ nhận lại đi. Ngộ nhận gì? Tôi đâu có quen anh đâu. Thấy không? Đâu phải là tự nhiên đi uống nước ngọt chung nhau là yêu nhau đâu. Tôi đâu nói là yêu nhau đâu, tôi chỉ nói là quen mà. Quen là quen biết thôi. Chứ anh nói vậy người ta hiểu lầm là tôi với anh là quen là kiểu yêu thương nhau sao? Tôi nói rồi đó, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Đừng có qua nhà tôi chọi đá tía tôi nữa. Tôi đâu có chọi tía cô Thắm đâu. Tại vì tôi tìm Thắm mà chú khó quá giờ sao? Tôi nói rồi đó, tôi không muốn anh bén mảng ở nhà tôi nha. Anh mà qua là tôi nhốt anh vô đây á. Nhốt vô đây làm gì? Cho anh khỏi quậy nữa chứ gì. Nhốt đi nó gái được không? Gái chỗ này là chuồng gà đó. Công nhận tía với con sao hợp nhau quá ha. Cái gì đó? Thôi được rồi, nếu mà Thắm nói vậy á. Gì vậy? Hư cái bội của tôi nha. Nếu mà Thắm nói vậy á, từ nay tôi không bao giờ qua đây tìm Thắm nữa đâu. Coi như cái tiền mà đại Thắm uống nước ngọt á, giống như là tôi cúng cô hồn đi. Mai mốt tôi trả cho, có mấy chai nước ngọt mà cởi hoài luôn á. Không, chia tay tôi không đòi quà. Tính tôi vậy á, rất là đàn ông. Mặc dù buồn chứ. Bye bye chú. Đi lẹ đi. Tiếc mấy chai nước ngọt. Chở vô. Gì vậy tía? Cái đầu tao tính sao?
Dạ. Cái đầu tao bây giờ tính sao? Nãy giờ nói chuyện với con gái tôi cho đã rồi, cho cái đầu tính sao? Ủa vậy là nãy giờ phải đền tiền thuốc men. Tiền thuốc men nữa hả? Ừ. Thôi được rồi, giờ vậy để con lấy cái tiền mà cấn qua mấy chai nước ngọt có con mua thuốc cho tía nha, coi như là huề. Không thể nào như vậy được. Chứ sao? Nhưng mà thật sự là con đang kẹt tiền, thôi cứ coi như là cấn đi. Còn thôi cô đi chết cho hai người vừa lòng nha. Nè không được bén mảng tới đây là nữa nha. Bén mảng tới là chết luôn đó nha. Phiền gì mà phiền thấy sợ luôn á tía. Ờ, thăm tới đây được rồi. Đi nữa hết đường luôn ạ. Ở đây á hả? Ờ. Ở đây sao vắng vẻ quá vậy? Có... sợ quá. Không sao đâu, có cu đen ở đây mà khỏi sợ. Thôi được rồi, vậy mình dừng ở đây mình giao dịch đi. Giao gà mới đúng chứ. Giao dịch ở đây là giao dịch buôn bán đó, hiểu không? À. Nè, cầm đi. Cầm nè. Hôm nay là gom nhiêu đó thôi, ngày mai đó là thắm sẽ đi gom tiếp đi giao cho anh cu đen. Nhiêu đây nhầm nhò gì, gom nhiều nữa cũng được. Mà gom gà nó thường lắm, chừng nào mà gom được cái cô chủ bán gà nó mới hay. Kỳ quá quỷ hả? Có ý gì với tôi đúng không? Cho nên là mới chọn cái chỗ vắng vẻ như vậy đúng không? Tôi làm gì tôi phô không? Trời ơi, làm gì tôi là tôi la lên đó. Đừng có la, không làm gì hết, không làm gì hết, hứa không làm gì hết. Không làm gì hết hả? Thôi đi về chứ. Ê, thăm. Tự nhiên đây giờ chỗ vắng vẻ không làm gì hết, ở đây chi? Đứng nói chuyện chút xíu. Thôi đứng đây phải làm gì, tôi mới chịu, không tôi đi về. Thì thôi mình đứng mình nhúng mình nhảy thôi. Chán thiệt luôn á. Giờ nói thương tôi là mai mốt là phải đi gom gà gì cho tôi, đi giao gà cho tôi đó. Cái chuyện đó là tất nhiên rồi. Mấy tháng nay đó hả, gà bên nhà thắm mà mấy con nào ốm ốm hay là mấy con nào yếu yếu là cu đen đem gom hết, cu đen bán hết. Dạ. Cu đen bán một lần một luôn. Dạ. Đó là chứng tỏ là cu đen thương thắm rất là nhiều. Biết rồi. Cho nên là thương thắm nhiều như vậy, làm giúp thắm quá trời luôn mà không thấy thưởng gì hết à. Thưởng hả? Muốn thưởng gì? Thì thắm có gì thưởng? Thắm có nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như con gà đen. Thắm sẽ thưởng cho anh cu đen con gà đen, đảm bảo nha, con gà đen nó đen hơn anh đen luôn. Trời đất ơi, thắm ơi, nếu mà con gà đen nó đen hơn anh cu đen luôn thì thôi thắm để nhà thắm nuôi luôn đi thắm. Ngày nào cu đen cũng thấy gà cu đen ngán lắm rồi. Con gà đen ăn vô nó bổ dữ lắm. Ôi, nhưng mà cu đen không thích gà đen đâu. Chứ thích cái gì? Tôi đâu có cái gì đen hơn con gà đâu. Thích cái màu nó đỏ đỏ. Là cái gì vậy? Ý là trái tim tôi đúng không? Không. Chứ là cái gì? Là cái môi tôi. Cái môi. Cái môi hình trái tim. Đúng rồi. Ý là muốn hôn tôi hả? Mấy lần mà đi bán gà cho thắm á. Ừ. Cái là cu đen nhìn con gà ha. Ừ. Cái cu đen tưởng tượng con gà đó là thắm. Trời ơi, cu đen đứng mà cu đen hung con gà, cu đen nựng nịu. Ôi cái cảm giác nó bồng bềnh lắm thắm ơi. Ê đó nghe nè. Cái mỏ con gà nó nhọn quắc à. Nó không có đẹp chỗ nào luôn á. Ý anh là nói cái mỏ tôi nhọn quắc như con gà vậy đó hả? Không phải. Biết sao không? Ý của cu đen á là thắm là người bán gà nè. Rồi cu đen á là cũng là người bán gà luôn. Cho nên là mình làm công việc gì thì mình phải trân trọng công việc đó của mình. Cho nên á là cu đen trân trọng con gà cũng giống như là cu đen trân trọng thắm vậy đó. Nói chung là muốn hôn tôi đúng không? Đúng vậy. Đợi xíu. Hung lẹ lớn nha, tôi mắc cỏ lắm á. Biết rồi. Bây giờ tôi nhắm mắt á. Nhắm mắt đi. Tôi cho 30 giây thôi. Đúng rồi. Không hung mà tôi mở mắt là mất cơ hội đó. Ừ. Nhắm mắt nha. Nhắm đi. Hung lẹ vậy để người ta thấy mắc cỏ lắm. Sao bình thường hung con gà thấy dễ lắm mà sao hôm nay hung thiệt thấy khó quá vậy ta? Hung chưa. Được rồi nè, chuẩn bị. Ai da? Ủa dạ, gì vậy? Gì vậy? Vậy? Ai vậy? Ôi. Ai vậy? Xuống đây coi. Sao? Sắp hung hả? Hả? Thấm. Em bỏ tôi. Em đá tôi là vì cái thằng này phải không? Hay quá. Anh dám rình mò tôi ha? Anh đi theo dõi tôi đúng không? Tôi rình tôi mới thấy hai người nè ra đây nè. Hai người sao? Em đợi đó tôi. Làm sao mà ông leo lên được cái cây đó vậy?
Đi xuống đây nói chuyện với tôi. Xuống đây. Trời ơi, con nít con nâu nhà của ai con kìa, ba lớn à mà phá. Con nít hồi nào? Anh Hiền Mập xóm tôi đó. Ồ, anh là anh Hiền Mập à? Mày nhìn tao vậy là mày biết rồi. Chào anh. Ta không thích chào. Nghe đồn á là anh Hiền Mập trong xóm này là có nhiều những cái tật xấu đồ này kia lắm đúng không? Mày chắc tật đẹp không hả? Ừ. Mày tên gì? Xin tự giới thiệu, mình tên là Cu Đen. Nội nghe cái tên thôi là thấy đen thui rồi, không có gì mà thấy đẹp hết trơn. Làm gì chơi người ta? Làm gì chơi người ta? Nè, này, tôi hỏi Thấm nè. Thấm, Thấm chia tay tôi là gì thằng này hả? Đúng rồi. Là bây giờ là Thấm quen với thằng này đúng không? Đúng rồi. Rồi sao? Rồi sao? Bây giờ nói tóm lại là bây giờ Thấm nói một câu đi, Thấm có thương tôi được không? Không. Anh chỉ là người dân thôi. Suốt ngày đi phá làng phá xóm làm sao có cửa mà yêu tôi được. Đúng rồi. Người dân. Người dân mà người ta suốt ngày cứ ngày này qua ngày kia tôi rủ qua bên chỗ bên quán bà Sáu uống nước ngọt đúng không? Trời đất ơi, chuyện từ tháng trước mà hả, nhớ dai như đĩa vậy đó. Bữa nào tôi trả lại cho. Ai thèm. Làm gì vậy? Mặt làm gì vậy? Sao mặt thấy căng thẳng quá Thấm? Tướng anh bự hơn mà anh sợ gì? Không sao, sao? Thôi được rồi. Sao? Nếu đã nói như vậy, tôi không có nói gì với em được hết. Có gì tại đâu vì nói. Em đã xác nhận là em thích thằng này đúng không? Đúng rồi. Thôi tôi về. Tôi thích ăn Cu Đen. Ừ. Cu Đen. Ừ. Răng sống tốt như người ta. Tất nhiên. À khoan. Chúc hai đứa hạnh phúc sẽ đen thui như vậy. Ê, trời ơi, đã lùng rồi còn vô duyên nữa. Bực bội hả? À? Đúng à. Thập, em mình quay lại chủ đề cũ ấy. Là cái gì? Là hung á. Hung? Ừ. Hung á. Mất hứng rồi. Ủa sao tự nhiên? Ủa, Thám. Thấm. Mày ở đây. Mày chết luôn đi. Mày chết luôn đi. Mày đi tìm Thấm đi. Mày ở đây làm gì? Mày ở đây làm gì? Hiền ơi Hiền. Trời ơi Hiền. Trời ơi Hiền. Này. Trời ơi, chú tìm được con chú mừng quá trời quá đất luôn á. Chú tìm con chi? Chú tìm con làm gì? Chú tìm con để con đền tiền chú bữa con lỡ lấy chọi trúng đầu chú hả? À? Trời đất ơi, ai mà nghĩ cái chuyện đó làm gì, con lỡ tay chú hiểu mà. Chú tìm con có chuyện cần gấp đây nè. Chú tìm gì tự nhiên tìm con chi? Liên quan đâu tìm? Là vấn đề con Thấm con gái chú á. Lại càng không liên quan. Là tại vì sao? Thấm là con gái chú mà đúng không? Đúng rồi. Ủa vậy con chú tìm đi chứ đâu phải con đâu, chú kêu con làm gì? Thì đồng ý nó là con của chú, nhưng mà bây giờ chú cần tìm con để tìm ra con Thấm. Cái này bắt đầu con thấy lãng nhách nữa nè. Đó, bây giờ về. Chú muốn tìm Thấm đúng không? Đúng rồi. Là chú phải đi tìm thằng Đen, chú phải gặp thằng Đen là đúng nhất. Đúng, con nói rất là đúng cho nên mới đi tìm nó nè. Vậy là bắt đầu có thấy mắc cười rồi đó nha, bắt đầu nhây nhẹ rồi đó. Chú thấy đâu có gì đâu, đang gọi là đáng cười chứ đang lo mà cười cái gì? Không, chú phải hiểu. Thằng Đen nó chuẩn bị làm con rể chú rồi đúng không? Rồi sao? Đó, thì bây giờ liên quan tới Thấm là liên quan tới Đen chứ đâu phải liên quan tới con đâu, tự nhiên chú tìm con làm gì? Thì đúng là con đã thề rồi là con không muốn gặp Thấm nữa. Và con cũng muốn gặp chú luôn. Ủa mà chú lại vậy? Chú lại vậy? Con biết chú lại hết. Chú về giùm con đi. Con làm chú hết rồi. Trời ơi, cái miệng con ăn mắm ăn muối, con thề độc lắm con ơi, con thề linh nghiệm vô cùng luôn. Thấm con chú mất tích rồi. Ủa, mất tích là chuyện của nó. Con chú mà trời, Thấm mất tích thì cũng giống như là con đã thề là con không muốn gặp Thấm nữa vậy thôi xong. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ chú hỏi thật là một câu gì? Có nghĩa là bây giờ là con hết thương con Thấm rồi đúng không? Hết thương con Thấm rồi đúng không? Thương sao thương hỏi gì? Thương tại sao nó mất tích mà con không có cảm giác gì hết trơn á trời vậy? Sao cảm giác con nãy giờ trong ruột con đánh lô tô trong đó là bây giờ chú ơi con không thể hiện làm sao chú hiểu
Giận chứ, nó chịu nghĩ rồi, tự nhiên nó đang quen con. Nó đá đến con cái bọt, xong rồi nó mở, nó quen chứ, đen. Con nhục với nguyên cái làng này. Từ sáng giờ con đói bụng, con đâu dám ra ngoài ăn đâu, con đi ra gặp ta bắt công, con lấy quần, con đội lên. Trời đâu có đến đội diện, bây giờ chú nói con nghe bây giờ rồi. Chú Hùng Ba bây giờ đó, thật sự trong lòng chú rất là rối. Chú gọi điện thoại cho nó, không có liên lạc được. Làm giống như là nó bị ở ngoài vùng phụ sống, hoặc là cái máy nó bị người ta ăn trộm hay sao. Nó mất tích từ tối hôm qua tới giờ luôn á con à. Chú, bây giờ chú biết sao luôn á. Mất tích từ tối hôm qua tới giờ hả? Tối hôm qua tới giờ luôn á. Nếu mà như vậy là Thấm đi theo thằng Đen rồi. Phải không? Thì chích coi như nữa. Thằng Đen dụ nó thì phải theo thằng Đen chứ sao. Bây giờ chú tìm được thằng Đen là chú tìm ra được Thấm. Tìm thằng Đen là tìm ra được thằng Thấm. Nhưng mà giờ tìm thằng Đen ở đâu? Thì bây giờ chú ra ngoài chợ, chú coi mấy ông nội với bà nội nào bán gà máu cho thằng Đen đó, mình hỏi là mình tìm ra nó chứ gì đâu. Trời ơi hay ha. Gì vậy chú làm gì vậy? Cho chú nhìn kỹ con một xíu coi. Không, con không đẹp bằng thằng Đen đâu nha. Không, con không đẹp, chắc chắn là không đẹp rồi à. Nhưng mà cái này là coi như con khù khờ mà sáng dạ, rất thông minh luôn. Vậy là sao? Chú khen nó đang chơi vậy? Khen. Không, bây giờ cái chuyện quan trọng là bây giờ chú với con là đi ra ngoài chợ tìm mấy bà bán gà. Dạ đúng rồi, đi liền đi. Trời, chú rối quá con ơi, trời cảm ơn chú con. Chú phải qua nấu sớm chứ. Trời ơi, ai biết đâu. Mày bắt nó được rồi phải không? Mày vô đây mày. Vô đây. Mày không có từ từ vậy đó. Từ lâu vậy sao tôi đi? Mày bắt nó này hay là nó bắt mày? Ôi trời, quên, trời ơi. Mày đứng đó. Đứng đó. Mày đứng xếp đây. Ủa chú sao? Gì? Sao tự nhiên bắt chối con lại vậy? Đương nhiên phải có lý do rồi. Bây giờ tao hỏi mày nè. Con Thấm con gái tao đâu? Trả lời. Sao tự nhiên chú Sáu hỏi con? Không hỏi mày, hỏi ai? Chứ con đâu có biết Thấm ở đâu đâu. Mày dạ? Mày hả? Mày khôn hồn, mày khai cho thiệt ra nha. Mày giấu Thấm ở đâu? Mày nên nhớ Thấm là đi theo mày. Mày đừng có giỡn mặt nghe mày, nghe mày. Tao thọt một cái là từ bên đây xuyên qua bên kia nghe mày. Chú Ủa, cái này đâu phải đang giỡn nữa mày chọc cà lét. Trời ơi, chú không biết gì hết. Tra tấn nhột là một trong những tra tấn cực hình của ngày xưa. À vậy à? Đây nè, dưới cân nè. Là sao mày chịu đỡ không? Mày chịu đỡ không? Đó, thấy không? Nó cười kìa. Nó cười là nó nhột, bây giờ nó cười chừng khoảng 15 phút là chết luôn. Chú tin đừng qua làm cho nó chết à. Thôi thôi đâu? Cái đó bậy rồi. À vậy thôi. Bậy rồi. Vậy là cứ để chú hỏi đi. Bây giờ nè. Tại sao bây vậy đây một mình? Cái chuồng gà không? Còn con gái tao đâu? Đúng rồi. Trả lời. Con đi bán gà cho Thấm thì tất nhiên con phải giữ cái chuồng gà chứ. Này cũng đâu phải là một cái đâu, ở nhà con có nhiều cái lắm kìa. Với lại Thấm lớn tuổi rồi chứ đâu phải còn con nít đâu. Tự nhiên chú nói là con mày bắt đó. Mày xạo hả? Mày dạ. Xạo hả? Mày hại đời con gái của tao. Mày sợ nó khai ra cho nên mày giết người diệt khẩu đúng không? Trời ơi, chú sao ơi? Mày bây giờ mày chôn xác nó ở đâu? Mày nói để tao chú đi lấy xác nó về tao thiêu. Chú bình tĩnh. Chú đừng làm vậy. Tao không bình tĩnh nổi. Không được, chú đừng làm vậy. Chú sao? Con đâu có làm gì đâu, con đâu có giết ai, con đâu có. Mày đứng bình thường thôi. Nè, mày nói là mày giữ mấy cái lòng của Thấm nhiều lắm phải không? Dạ, ở nhà có. Mày tại sao mày đã giết Thấm rồi, mày tại sao mày còn lấy mấy cái lòng đó chi vậy, mày bán ra chai hả? Trời ơi, không phải. Chứ thì sao? Mình phải gom lại đó rồi nhiều mình mới đưa cho Thấm lần rồi Thấm bỏ gà vô rồi mình lấy. Bây giờ không nói nhiều. Hai món. Mày chọn một trong hai. Một, tao đập mày một cái cho mày chết liền tại chỗ. Ngay là tao cắt để cho mày tuyệt hậu. Ôi, chú sao? Con không biết Thấm ở đâu thiệt mà. Im mày. Mày đứng im, con giữ cho chú cắt. Thôi. Vậy là mày chọn cái cách cắt đúng không? Để con chọn luôn nha. Mày, tao hỏi mày 4 lần nữa mày có khai không? Đã nói là không có biết Thấm ở đâu mà. Đây chú, cái này nó bén lắm ha. Bây giờ mày muốn cắt một cái nó đi ngọt xớt hay là chừa lại phân nữa. Thôi con không muốn cái nào hết á. Tao giọng vô mặt bây giờ chú cứ việc họt hết đi. Trọn vẹn luôn. Trọn vẹn nha. Cho nó tiệt khẩu luôn. Mày làm gì cái chân mày làm. Thấm ở đâu mà. Ủa, ê cái đó Thấm kìa, Thấm kìa. Ủa tía với lại anh Hiền làm cái gì vậy? Cắt nó. Cha tấn nó chứ làm gì hả? Tại sao hả? Tại sao em lại dám đi theo nó? Em bỏ anh mà em theo nó. Nó có gì hơn anh hả? Để đó cho con. Ủa làm gì? Ờ con sẽ tự tay cắt nó. Đôi tay là mày tự tay luôn. Đúng hả con? Thấm, anh xin lỗi mà Thấm. Đừng, Thấm ơi, còn xài được. Còn xài nhiều việc lắm Thấm ơi. Đừng Thấm ơi, anh xin lỗi mà Thấm ơi. Yeah! À! Tức quá, trước khi cắt con phải nói cho tôi. Đúng rồi, nói đi chứ không tự nhiên đâu cắt kỳ vậy. Đúng. Lý do, nói. Đây là cái thằng khốn nạn. Ờ, dạy. Nó lừa con. Nó lừa con sao? Nó lừa tiền con. Nó lừa tình con. Nó có vợ. Khoan, em mới nói là lừa tiền xong rồi lừa gì?
lừa tình. Mất dạy, đáng lý cái đâu phải để tao lừa chứ, tại sao mày lừa mày? À, không phải. Cái tình đó là cái tình của tao, tại sao mày lừa? Mày lừa tình của Thắm có nghĩa là mày lừa tình của tao, mày hiểu không? Mày. Nó có vợ có con rồi. Cái gì? Mà nó giấu con. Chứ có biết hả là hả? Nãy con bị vợ nó quýnh ghen không? Trời ơi. Vợ quýnh ghen luôn hả? Vợ nó quýnh con quá trời quýnh luôn, con mắc cỡ rồi. Trời, con có bị cái gì không? Con nhục nhã quá. Trời ơi, con gái. Con sợ làm mất mặt gia đình mình. Hồi nãy con tính đi luôn, con không dám về gặp tía. Sao cả đêm con không về vậy? Con tính đi luôn. Con sợ con về gặp tía, tía mất mặt với bà con hàng xóm. Còn tôi ở đây nữa mà. Nhưng mà con không đi được. Con phải tìm thằng này để con trả thù nó. Tiếp tục con. Bây giờ con sẽ cắt nó. Con sẽ cho nó cảm nhận được cái nỗi đau của con. Đưa tay lên mày. Thôi mà Tâm ơi, anh xin lỗi chú Sáu, cứu con chú Sáu đi. Không, con sợ lắm rồi chú Sáu ơi. Đâu. Thôi Tâm ơi, anh tính ăn thịt gà. Ai nhè con gà mất xương Tâm ơi. Mày đừng có lẻo mép mày. Đúng. Mày lừa gạt người yêu tao mà bây giờ dám kêu là tha hả? Làm sao tha được? Thảm. Không bao giờ tha thứ được. Tao sẽ cho mày chết. Hải Phương Nam vui lắm à nghe. Bước là hết cái chợ, không có đủ đồ để mua hai vậy trơn. Trời ơi, chị Khánh giờ là phải lên chợ. Trời ơi. Cái gì vậy? Có sao không cô? Có sao không vậy? Có sao không cô? Đụng á hả? Trúng đầu cô hay vậy? Trúng đâu? Coi sao cô? Đi đứng kiểu gì vậy? Thánh thần cô xin lỗi nghe, tại lo nói chuyện không thấy cô. Trời đất ơi, đứng giữa đường giữa xá vậy. Tôi đụng là hên nha, chứ mà xe tăng nó ủi một cái là xong phân. Thì chết luôn á cô. Ủi là chết chung chứ. Ủa dạ. Ai vậy? Là Quắc hả? Không phải thần này. Ơi, cô Ba không nhớ con hả? Biết đâu nhớ trời. Con ông Chính nữa, sớm bên nè. Ông Chính nào? Ông Chính đó. Ông Chính hồi xưa bán rượu đó. À, ông Chính bán rượu mà có cái cục u bự chảng ở đây nè kêu. U nha, chứ phải cái sừng nha cô, cục u nha. Kêu bằng ông Chính tay giác, đúng dạ. Rồi, tôi nhớ rồi. Dạ. Ơi, miếng đây ha. Dạ, trời ơi, Thánh Thần ơi, cô không nhớ con hay gì vậy? Con hồi kỳ con hay đi với anh Hai, con đi qua nhà con chơi hoài đó. Hồi đó mày xấu quắc hà mày ơi, hồi đó đen thùi xấu quắc hà. Nay coi bảnh ha. Bảnh đó cô. Vậy ngon hơn xưa ha. Ngon vậy. Nhớ hồi xưa mày khoái hiền ta lắm. Khoái hiền mày với anh Hai mày qua mày tào lạc với nó hoài. Dạ. Anh Hiền giờ không biết có cao lên được chút nào chưa cô. Nó càng ngày càng thun lại. Ủa ngồi vậy. Mày cái nết đó giờ cười. Bởi vì tao nói hồi đó thằng Hiền nó không chịu là vậy. Gái đứa giờ cười. Kỳ khối. Không, tao nói cười hào sản đó cô. À vậy hả? Dạ. Ủa rồi nay đi đâu đây? Con anh... đi về là sáng rồi ra lộ. Vậy hả? Dạ. Sáng ra lộ đứng cái đi về. Không, tính là đi đi là gọi điện lên mà anh Hai đó. Ủa anh hai con gửi đồ về. Nó ở đâu mà gửi đồ về? Trời ơi, anh Hai con với Sài Gòn đó. Nó mượn gì vậy Trịnh? Thì nói chung là ổng đi làm công nhân hay là cái gì doanh nghiệp, cái gì đó con không gành cô ơi. Vậy hả? Dạ. Mượn cho người ta ha, mượn chủ. Thì không, chủ không ta? Tiền nhiều không? Tiền nhiều không? Tiền nhiều mới chủ à. Tiền cũng nói chung là cũng ít à. Dạ thôi mượn mướn rồi mẹ. Mượn mướn ha. Mượn mướn rồi. Hèn chi tao đi giết mà 2-3 năm nay không thấy gì à cô ơi. Trời ơi, Hiền tao đi Mỹ rồi, ngon lắm. Vậy hả? Anh nó cũng mượn mướn bởi nó. Ủa? Ôi chết chồng quên. Tính trên nó nói chuyện đó. Trời ơi, điện thoại của thần ơi. Từ nãy giờ ngang nữa có cái điện thoại hà. Mà gớt đâu không biết đường lụm lên. Rồi thôi. Trời ơi, tao đi chợ tao mua bông. Mà chợ mình không có bông nào đẹp hết trơn. Trời ơi, thôi cô Ba đi nghe. Ủa? Đi tao mua bông, đi mua bông. Dạ, dạ, cô Ba đi. Có gì đau rồi, quay nói con nghe. Biết rồi. Trời ơi, Thánh Thần chưa có máy đúng rồi. Để từ nãy giờ chưa có máy nữa cha nội. Không, nó đi về sớm đi. Để đằng nó đóng ông táo nghe. Ô da trời ơi. Thiệt cái tình á. Tưởng là không có cái gì, bây giờ sao nó đau dữ. Sao vậy? Sao đi cà thọ kìa bà ba. Trời ơi, đụng quẹt, ngồi đâu đây? Ngồi đây, đây để dạ. Tôi làm nước cho uống. Trời ơi, nãy quẹt con mén. Mén hả? Đi sao mà sớm xác quẹt, nãy không thấy gì mà sao giờ nó đau quá trời. Rồi có làm sao không? Ai biết đâu. Coi chừng nghe. Trời ơi, bởi vì ông bà mình nói cái câu hay lắm. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đó.
lớn tuổi rồi nha, té một cái đùi một cái là xương cốt rồi, coi chừng nó có cái gì chổng là thôi, khỏi thôi. Bà đừng nói gãy đi nha. Tính nói vậy. Trời đất ơi, ta đi ta dắp ta da chạm chút xíu thôi. Coi sừng mình thôi. Đó đó. Đau hả? Má vậy ơi. Là không sao, bầm thôi, tôi thấy cục xương còn bự lắm, không chưa gãy đâu. Đụng cái được rồi bóp cái anh chết luôn à. Uống nước đi. Ta nói đi chợ. Đi chợ sắm đồ Tết. Mà chợ mình sẽ nói lèo tèo quá, chợ ấp mà không có đủ đồ hết trơn trọi á. Bây giờ phải đi lên chợ huyện mua mới đủ. Lên chợ huyện mua cái gì nữa? Trời ơi, ba đồ trang trí nhà cửa bông hoa đồ. Trời ơi, sao không nhờ mấy thằng thanh niên trong xóm nó chạy ngang á, nhờ nó mua giùm cho. Trời ơi, nhờ giá bực bực cái mình dữ lắm, muốn mỗi lần đi đâu là phải kêu đực chạy xe ôm đó. Vậy hả? Chợ đích thân đi lên mua mới được. Bà. Ủa, năm nay bà có chuyện gì vui ăn Tết lớn quá vậy? Nói nào ngay không biết vui hả buồn. Mà đều kêu Hiền nó về. Ôi trời. Kêu Hiền về ăn, hai chị em ăn Tết chứ mà nó đi mấy năm rồi. Vui vậy? Vậy là Tết năm nay chú Hiền về ăn Tết hả? Ở bệnh có vợ con gì chưa? Chưa, nó lo mừng ăn không mà có vợ con gì đâu ạ. Phải rồi, xấu quá mà. Với lại cũng lớn tuổi nữa. Mà nhà bà ngộ quá ha. Tự nhiên mà mấy chị em mà cô đọc hết thấy thương à. Có số hết rồi, thôi đừng buồn, kệ nó đi ha. Quất cái bợp của em tôi mà là nó xấu quá mà, thấy có duyên rồi nghe. Xấu mà lớn tuổi nữa. Giờ cái thứ hai đó, nó hai bà cô đọc hết, hai chị em cô đọc hết. Nó lại cha nó, hai chị em bà ế đi. Ai nói vậy kỳ vậy? Ơi. Nói ta nói cô đơn, cô đọc cho nó văn chương ai nói ế. Trời ơi, tôi nói bà nghe, hồi xưa chỉ cần tôi gật đầu một cái rột thôi là trai hốt cả rổ lựa không kịp. Tôi mà cái là bà không có cửa mà vô với ông Sáu đâu. Trời ơi. Chẳng qua. Thôi đi đừng nhắc ông Sáu. Chẳng qua cái gì. Cũng hên là bà ổng hốt ổng. Hốt giờ ổng cũng bỏ bà đi thôi. Tôi giờ ổng cũng bỏ đi xa lắc tí tè rồi. Còn gì bởi nữa. Bởi vậy hồi xưa là cha mẹ tôi mất sớm. Tôi ở không, tôi nuôi Hiền. Biết. Hai chị em hủ hỉ nhau. Tới hồi mà nó trưởng thành á, nó đi mừng ăn được. Thì nó đi mừng ăn xa. Đặng về nó nuôi tôi. Đó. Vậy thôi chứ ế ẩm cái gì. Thì thôi không ế. Kệ đi đừng nhắc tới ông Sáu nữa đi. Phiền quá, nhắc gì cho tôi bực bội vậy bà nữa. Mắc cười quá. Ai mà nhắc đâu. Nói cái vụ ế tôi mới nhớ. Gì nữa? Thằng Hiền. Hiền sao? Thằng Hiền nay á, nó cũng hàng tư rồi. Bốn mấy rồi đó, hàng tư vậy? Gần hàng năm rồi đó. Thì mình nói nó nhẹ nhẹ thôi bà, sao thấy quất tới nơi quá. Nó hàng tư rồi mà chưa có vợ con thì thấy tội nghiệp nó. Nên á, kỳ này nó về phải kiếm vợ cho nó. Kiếm vợ? Ở trong làng mình có ai mà cỡ tuổi nó mà không có chồng đâu. Cỡ đó là giờ kêu bà nội bà ngoại hết rồi đó. Trời đất ơi, kiếm mà cỡ nó làm chi? Kiếm mấy cô trẻ trẻ đó. Trời ơi, tôi nghe vậy? kiếm gái trẻ sao tôi hên là tôi chưa có ăn. Cái gì vậy? Chị em bà công nhận tự tin thiệt á, hèn gì ế là đúng rồi. Ủa là sao? Nghĩ sao mà nó bốn mấy gần 50 tuổi rồi kiếm gái trẻ đâu ra? Chị ơi chị, em của tôi giờ là Việt Kiều chị. Nghe. Việt Kiều. Vừa nó vừa có công có chuyện có làm ra tiền, nghe. Mà nó chững chạc, nó đàng hoàng, nó Việt Kiều. Đó. Bây giờ với lại con gái bây giờ nó không có quan trọng cái vẻ bề ngoài. Cái quan trọng là con người đàng hoàng thôi. Không phải dạy trai như bà hồi xưa. Trời ông Sáu đẹp trai cái cố sống cố chết một hai lấy cho bằng được. Đó. Thôi. Nhắc ông Sáu hoài. Thì thôi. Bà nhớ ông hả? Thì tại bà nói gì? Giờ bà giải thích vậy tôi thấy có lý nè. Gì? Bây giờ con gái nó khôn lắm. Nó không cần đẹp trai đâu. Người ta nói tốt mã rã đám. Đúng rồi. Thằng Hiền nó là Việt Kiều đúng không? Có công ăn chuyện làm mà mấy chục năm dành dụm chắc giờ cũng khá lắm nè. Thôi được rồi, để tôi kiếm đứa nào cũng hơi cứng một chút xíu. Thì đừng có mà trẻ quá, cũng cỡ mà hai mấy 30 đi ha. Dưới 30 được rồi. Thì đúng rồi. Được rồi. 28 đi. Ủa giờ bà lấy cho em bà, bà lấy cho bà mà bà trả giá trời. Nó còn xanh đẻ nữa thêm. Quên, tôi bán quán tôi đâu phải làm mai đâu. Tự nhiên qua đây kêu tôi làm mai gì kỳ vậy. Ha. Ủa nhưng mà tại vì bà bán quán cho nên bà quen biết rộng, bà có nhiều mối quan hệ, bà biết nhiều người. Đó thì bà coi trong làng trong xóm mà đứa nào mà đẹp gái được nết đó, bà làm mai cho thằng Hiền. Trời ơi, mất cả hậu tạ bà ơi. Để tôi coi đẹp gái trong xóm này hả. Đâu có đứa nào đẹp hơn tôi đâu. Khỏi, nhớ rồi. Đứa nào? Nãy con mén, gặp con mén ở ngoài lộ, con mén còn chín tay giác á. Đúng rồi, nó chưa có chồng đó. Nhỏ nó chừng hơn 20 chứ nhiêu. Đúng rồi. Thử coi.
Em mà cái nết nó vui lắm nè. Tao nói tao gặp nó cái nó nhìn tôi nó cười. Thì đó. Nó nhà mà có chuyện buồn nó cười cái hết buồn liền luôn. Biết đâu nhờ vậy mà nó chịu hiền. Hồi nãy nó đụng tôi sưng giò đó bà. Cái gì? Nó đụng bà sưng giò. Ừ. Bây giờ bà vô đây bà đòi làm mai cho nó. Ừ. Bà kiếm nó để mà bà gả cho thằng Hiền. Ừ. Ê, cái này có chừng duyên hội ngộ nghe bà. Cái bằng trời khiến á hả? Vô tình đó. Ê, có khi nào... Cô Sáu ơi. Ai đây? Cô Sáu. Ủa, qua hả con? Cô. Có gì không? Má con gửi lại cái đầm của cô nè. À, để nó đi, để đi, cô đang dở tay. Con giặt phơi khô ráo hết trơn rồi nha. Vậy hả, cảm ơn con nghe. Cảm ơn cô nha. Ừ, không có gì. Ê, khoan. Dạ. Con rảnh không? Đang rảnh lắm không? Thì trả cái đầm xong là rảnh rồi đó cô. Rảnh lắm hả? Dạ. Ngồi đi. Hả? Ngồi chơi, cô hỏi chút chuyện coi. Dạ. Ngồi chơi chút nghe. Dạ, cái gì cô? À, có một chút chuyện cô muốn hỏi. Gì cô? Bây... có người yêu hay có chồng gì chưa? Thánh thần ơi, tự nhiên hỏi gì cỡ vậy? Cỡ gì? Nhỏ xíu hả? Trời ơi, 25, 26 rồi cô nương. Cỡ cô mà lấy chồng sớm là hai đứa con rồi chứ không phải chơi đâu. Ôi, lấy chồng sớm giờ khổ lắm cô ơi. Con là con định 30 hoặc là ngoài 30 con mới lấy chồng đó. Trời, nghe lời ai xúi vậy? Ngoài 30 là già chát rồi ha, không có ai hốt đi đâu. Chứ con không nghe nhà nước khuyến khích hả? Con trai con gái tới tuổi lập gia đình là phải lấy chồng sớm. Thánh thần ơi, nhà nước khuyến khích vậy chứ, nhà nước có chỉ chỗ ông chồng đâu lấy. Trời. Ủa vậy hả? Mà với lại gì nè, thí dụ giờ con lên nhà nước đi, nhà nước phá cho con ông chồng con cũng lấy nữa. Ôi trời ơi. Ở đâu sẵn vậy? Giờ muốn phát chồng đúng không? Dạ. Khỏi cần nhà nước, cô Sáu sẽ phát cho bay. Một thằng. Chị ôm. Trời ơi, con bả bẻn lẻn đi ghét. Nghe nói tới trai cái bông quào tùm lum. Ai vậy? Con à, nhớ anh Hiền không? Anh Hiền thấp thấp người đó, em của cô ba đó, cô ba sống trên đó. Nhớ nhớ. Dạ nhớ. Ủa, ông đi Mỹ rồi? Thì đi Mỹ 7-8 năm nay rồi. Cô đừng nói là cô làm mai anh Hiền cho con. Trời ơi, cô nhỏ thông minh quá ta. Đúng rồi, cô tính phát Hiền cho con đó. Thôi. Sao ngoái lia lịa vậy? Ôi, nhìn cái mặt ông mắc cười lắm cô ơi. Ổng gì đâu mà mấy năm trời rồi ha, cái người có ông Khúc à. Ổng có cao lên được miếng nào hết trơn á. Lấy chồng cái mặt mắc cười mới vui ha. Đừng có lấy chồng mặt chầm dầm làm ăn không có được, hiểu không? Với lại cô nói cô nghe, ổng già rồi. Thì biết là nó già hơn mày mười mấy tuổi đó. Thì đó, lấy về trời ơi, giống như tía con vậy đó hả? Tía cái gì mà tía? Có mười mấy tuổi mà làm thế ghê. Con không nghe ông bà mình nói hả? Chồng già vợ trẻ là tiên. Đó, lấy Hiền về đi. Cái con sẽ thành tiên liền. Trời ơi. Không, ý là con sướng như tiên. Bởi vì thằng Hiền nó lớn tuổi nè, rồi nó sẽ chiều chuộng thương yêu con. Chưa kể anh Hiền ở bên Mỹ nha, anh Hiền có sự nghiệp đàng hoàng, hiền lành tốt tính nữa. Là coi như nếu mà con gửi thân cho anh Hiền là con ổn, ổn cả đời mày luôn. Chưa kể con báo hiếu được với cha mẹ con nữa, cha mẹ con cũng nhờ cậy được con luôn. Thấy không? Thôi, không biết. Chịu ha, chịu nghe. Thôi, có gì cô Sáu qua nói chuyện với tía má con đi. Con không biết nha. Ê! Nhỏ này sao ta? Không biết. Nó chị với tía má không đi. Ủa vậy là nó chịu hay không trời? Bà ba ơi, bà ba. Bà ba. Trời ơi, ta đang rối lòng chuyện nha. Cái gì? Cái gì em xùm vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À, chắc. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho Hiền nó nhớ không? Rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên á. Là sao đâu bà kể rõ cho là nghe coi. Ừ. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì. Cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền. Đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là... Chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì?
Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt, nó có tiền thiệt, mà nó trưởng thành nó chững chạc mà. Mà nó không có tin, cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi, gặp chú Hiền đi ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên, để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Nổ, trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Kỳ cục quá trời. Cái vợ cho nó mà nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt chứ. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu, cô qua, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không thôi ông bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Rồi anh Dũng đâu? Ai? Anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời? Gì vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì vậy trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi sáng nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Gì vậy cô, con giỡn hoài. Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Tự nhiên con hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên đang nói chuyện Hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được. Bảy không? Cô ba. Gì á? Cô không, con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ, tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi, nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Được Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi, đâu có đâu, mới nói chuyện ổng ba kia đây mà. Trời, tức quá tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao mà biết được. Cái gì tao con trời mua Phật ạ. Hai hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Anh thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? Chị ba. Anh em với Dũng quen nhau là 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên chấm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Chị ba. Sao ơi, của bà làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi mà đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này tôi gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá, tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận, cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua, hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy hả chị ba? Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em hả, đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chị qua. Tưởng gì kiều không? Chị thừa chuyện với tí ăn mén. Ừ. Xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tôi ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi cô. Bây giờ bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chúng ta mới đi tên nổi ốc hết trơn nè. Trời ơi. Trời ơi, tao yêu nhau kia đứng xa trời. Chị ba ơi. Chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi tự hiểu đi. Đừng lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai. Trời ơi. Đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi. Nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất cái chị ba có chấp nhận được không?
Còn sao? Không, gì nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta, chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng không. Cười, cũng cười mà cười ra nước mắt á. Ừ, giống như là em nghĩ là tía má đồng cảm gì đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi, rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nói nghe nè, tía má thương anh hai mà. Được rồi, được rồi, được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ, tôi ta không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh, đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Cô Sáu rồi. Trời ơi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. À quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi, ta đang rối lòng chuyện nhà. Cái gì? Cái gì em xùm vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À, chà, chà. Ông, cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho Hiền đó, nhớ không? Rồi sao, rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Được không, được không? Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên hên á. Là sao đâu bà kể rõ cho nghe coi. Ừ. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Ừ. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi. Gặp chú Hiền đi. Ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên, để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Nổ, trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Vậy? Cái gì ông sầm vậy? Trời đất ơi, em về nguyên làng trên xóm dưới người ta biết, ai cũng vui hết trơn á, ta lại người ta đón em á. Trời ơi, chị làm vậy chi vậy, kỳ lắm, em nói thiệt. Kỳ đâu mà kỳ, kỳ cái gì đó kỳ. Mr. Hiền. Thôi, dạ. Bà con. Dạ, cảm ơn cả nhà, nhưng mà thôi đâu có cần phải làm vậy đâu, kỳ lắm. Vậy là chưa đủ đông đúng không? Chỉ còn 4.000 người mà nữa. Trời ơi, trời, chị ba, cái gì vậy? Cái gì đâu? Ừ, thôi em nói nghe nè, chịu chưa? Nếu mà chịu thì mình làm đám cưới luôn để chị nói chị ba. Chứ không thôi để qua Tết về bển rồi ai đâu mà mừng nữa. Nhưng mà cái... Đúng rồi đó, trời ơi, phải cưới vợ sớm cho nó. Không, cái làm sao mà cưới... Không có nhân nhị gì hết trơn á, phải cưới vợ sớm. Mr. Hiền. Để coi hồi nãy là 5 người nè ha. Với lại 4.000 người ngoài kia chưa có xuất hiện nên thôi tôi không có tính 4.000 người kia. Đúng rồi. Tôi tính 5 người với tôi nữa, mỗi người kia 50 đi. Tôi 100 nữa là 350. Cái bìa cặt tông thì tôi không có tính tiền. Nhưng đúng mà tôi rồi. Tính tiền cái viết là 10.000 nữa là 360.000. Còn mấy cành bông là khuyến mãi đúng không? Mấy cành trời ơi quên nhắc, mấy cành bông 20.000 cành, hai cành 40 nữa là 400 chẳng. Không có bớt luôn á nha. Thì cái đó là bớt lắm, mấy miếng bìa cặt tông là tôi xin của người ta đó, xin của mấy bà dây chai đó. Còn 360 nè, thiếu 40 đi. Trời mò luôn bà ơi. Chị ba. Ủa vậy là mấy
mấy người hồi nãy mà vô la sùm mà chào đón này nó là nhiệt tình là chị thuê hết hả? Ủa, thuê chứ ở đâu ra mà người ta chạy tới người ta đó. Trời ơi, có cần phải phô trương vậy không trời? Nếu mà em biết vậy thì thôi em khỏi về luôn cho rồi đi. Trời đất ơi, sao nó kỳ vậy? Không tự nhiên là tốn tiền vô cớ vậy. Vậy cho nó sơm tụ chú hiểu không? Vậy cho em nhìn cho nó mát con mắt. Đây có bao nhiêu tiền đâu, có mấy đồng bạc lẻ à. Rồi cái vụ không mấy mình cứ luôn ha. Cái gì? Cưới vợ luôn đi. Cưới vợ hả? Cưới ai? Thì cưới gái trong làng mình chứ ai. Chị Ba ơi, trời ơi sao mà em nói chị nghe nè. Bây giờ em về đây là để thăm chị, để chơi với chị những ngày Tết. Chị cứ điệp khúc cũ hoài mà chị cứ điệp khúc rồi lấy vợ để làm gì, bộ vợ có sẵn đấy mà lấy hả? Ơi, có sẵn nha, đừng có giỡn nghe. Tôi với lại chị Sáu tính hết rồi. Mấy cái người hồi nãy á là do bà sắp xếp hết, tôi chỉ có dắt qua thôi. Với lại còn cô dâu hả, đừng có lo. Tôi lo nè, con Hoa, con Hồng, con Mai, con Bông nè, nhiều đứa lắm. Trời ơi, tại vì lo cho em cưới vợ cho nên mới phải mướn người ta như vậy. Để làm rần rần cho nó vui, để lấy thanh thế cho mình. Trời ơi là trời, thiệt á. Em nói thiệt với chị nghe, bây giờ chị có nói vụ mà ế thôi kệ nó đi. Duyên nó chưa tới mà bắt lấy vợ lại với vợ là sao? Nó phải có sẵn đâu. Trời ơi, khổ ghê thiệt. Nghe chị nói nè. Thì chị nói đi. Chị đã ế rồi. Ế giờ là coi như xong phinh rồi đó, xếp qua bên rồi đó. Là tại vì hồi trẻ chị mắc nuôi em. Bây giờ em lớn rồi, em cũng phải buông ba xứ rồi. Để em lao động cực khổ, em gìn giữ gia đình nhà mình. Thì thôi bây giờ hy vọng là nằm vô con mình em này đó, chị là xong rồi. Bây giờ em phải cưới vợ, phải sinh con để cứu vãn cái gia thế nhà mình chứ. Không để tuyệt tự tuyệt tôn. Thôi bây giờ em nói chị nghe nè. Cái chuyện gia đình mình á thì không biết giờ mình giải thích sao với chị luôn á. Bây giờ nè, cái chuyện ế hay không ế là cái đó là do ông trời định rồi nha. Còn cái chuyện lấy vợ á, em nghĩ là không cần thiết đâu. Thôi chị cứ tính chuyện khác đi, để ăn Tết cho vui vẻ đi. Tại sao mình... Trời đất ơi, sao mà không tính được? Bây giờ em 40 rồi, mày không cưới vợ chừng nào mới cưới? Giờ chờ 60 như tao thì sao? Thôi tới chuyện đó là sao, đẻ. Thôi em xin chị một lần nữa nha chị Ba. Chị đừng bây giờ nhắc tới vụ đó nữa. Thôi để tôi đi đi, hai người tính gì tính đi, tôi mệt quá. Hiền chị Ba. Thôi. trời ơi đừng có làm gì. Chị Ba buồn cái gì vậy chị Ba? Đừng có kích động. Bác sĩ nói là không để chị Ba kích động. Chị Ba kích động là chị Ba dễ bị đi lắm. Chị Ba ơi, chị sao rồi? Bình tĩnh lại. Em đưa chị lên trạm xá nha. Bằng lòng cứ vợ đi. Không, tại sao là bằng lòng được? Trời ơi, đi theo ông thấy bà liền đó. Bằng lòng đi. Chị Ba chuẩn bị gì mà sắp. Bác sĩ nói là không có để chị Ba kích động. Nhưng chị Ba bị lên tim, huyết áp lên rồi tất cả đều lên hết rồi, chị Ba đi luôn đó. Nhưng mà rốt cuộc là chị Ba chuẩn bị bệnh gì? Đừng có nói quá. Bác sĩ nói đó. Là đó. Cái này là tâm bệnh đó, lo lắng nhiều quá. Dạ. Cho nên mới như vậy. Thôi bây giờ chị nghe lời em đi, bây giờ vậy nè, em đưa chị lên trạm xá nha. Chứ còn bây giờ nếu mà không thôi làm sao mình biết được là lên đó là đi luôn đó. Tại sao lại đi luôn? Bác sĩ nói là không để chị Ba kích động, mà nãy giờ chị Ba kích động quá rồi kìa. Tâm bệnh mà lên trạm xá sao mà được. Bây giờ tâm bệnh là bây giờ ý chị, bây giờ chị muốn sao? Bằng lòng cưới vợ đi. Chị lo cho em nhiều quá. Đúng rồi. Chị mệt á. Chị Ba ơi, ráng sống nha chị Ba, ráng sống để nhìn mặt con cháu chị Ba ơi. Cưới vợ để cho chị bớt lo. Đúng không? Chị, bây giờ chị muốn sao chị nói đi. Cưới vợ cho chị Ba, đừng có đi. Cưới vợ đi, chị Ba còn có mục tiêu để ở lại, hiểu không? Cưới vợ hả? Cưới vợ. Sao có sẵn mà cưới ai? Có. Ai? Con Hoa. Cái gì? Hiền ơi, nhanh đi. Lẹ đi, trời ơi, qua trễ là không có được đâu đó. Ra đi coi. Đất ơi, quần áo coi nè. Được rồi. Được cái gì mà được? Cười lên cái coi. Làm gì quá nhà người ta, mặt mày chầm dầm kỳ khối à. Ủa rồi mấy cái gói quà chuẩn bị sẵn đâu? Quà cáp chi trời thiệt á. Đi qua dạm hỏi thôi chứ đâu phải là đi cưới gì đâu mà... Làm chi dữ vậy? Cái gì vậy Hiền? Làm dữ là làm sao? Đi qua nhà người ta nói chuyện, hôm nay là một ngày đặc biệt, em phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, rồi mặt mày phải tươi tỉnh lên. Đâu cần phải ăn mặc vậy đâu trời, thiệt á. Chị làm quá chị Ba. Làm quá cái gì? Cái ngày đặc biệt của em mà, đi hỏi vợ cho em mà Hiền. Rồi quà cáp đâu? Ghê thôi, để tao lấy cho rồi đi. Mà ghê luôn á.
Ủa Dũng, về đây chi vậy? Tôi về đây còn mấy người ăn nói sao với tôi nè. Tại sao mấy bữa nay tôi điện thoại mấy người không bắt máy? Anh hết cách luôn rồi đó. Hết cách sao mà hết cách được? Bây giờ mình nói đại cho gia đình biết đi. Ê, đâu có được. Trời ơi, chị ba đang bệnh, lỡ có chuyện gì rồi còn tôi làm sao? Mình thương yêu nhau bao nhiêu lâu nay, mình đã giấu gia đình. Bản thân anh cũng đã nói dối là đi Mỹ để mình được sống ở trên thành phố. Rồi bây giờ anh nói đi lấy vợ. Anh lấy ai? Anh lấy con bé Hoa. Nó là em gái của tôi mà. Sao mấy người án với tôi quá vậy? Hiền ơi, mấy gói quà để đâu rồi? Dạ. Trời đất ơi, để đâu mà tìm hoài không thấy vậy? Ủa Dũng? Dạ. Mới về hả? Dạ dạ. Trời ơi, qua đây làm chi? Chị dạ. Với Hiền chuẩn bị qua bển nè. Để lát chị qua hen. Dạ dạ dạ. Ủa, bộ có chuyện gì hả? À, chắc là Hiền nó sắp lấy em gái của em nên thấy kỳ kỳ phải không? Hai đứa chơi thân với nhau từ đó giờ nên giờ thấy kỳ đúng không? Không có gì hết á. Trời, thằng Hiền nó xấu xấu vậy thôi chứ nó tốt mà. Em biết mà ha. Nên gã qua cho nó em yên tâm. Không có sao đâu. Nghe. Tùy mấy người. Dũng. Dũng. Chị. Em giải thích chị sao? Dũng ơi. Đợi anh đi. Hiền. Ủa cái gì vậy? Quá trời, cái vợ cho nó mạnh nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt là... Sao rồi? Sao rồi? Gì? Hiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi biết, đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu cũng qua, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Ừ. Rồi anh Dũng đâu? À, ai? Anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời. Gì vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi sớm nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Gì vậy cô giỡn vậy? Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Dạ. Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Ờ, tự nhiên con hồi nãy ngồi thì láp giáp mình nên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên ơi. Đang nói chuyện Hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích? Thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Vậy không, á? Cô, không con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi. Nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi đâu có đâu, mới nói chuyện ổng qua bên kia đây mà. Trời ơi, tức quá tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao ai biết được. Cái gì tao con trời mua Phật ạ. Hai hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Ờ anh à, thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? À, chị ba. Ừ. Anh em với Dũng quen nhau đã 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên xóm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Chị ba. Sao ơi? Cô bà làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi mà đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này tôi gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận. Cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua, hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy hả chị ba? Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ, má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. À, trời chị qua. Tưởng gì kiều không? Chị thừa chuyện với tía anh mén. Ừ.
xin nó đặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tao ăn nói làm sao Hiền á ơi. Thôi. Bây giờ ý bỏ đi, bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tao mới đi tao nổi ốc hết trơn nè Hiền. Trời ơi, tao yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi, chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi, tự hiểu đi. Đừng có lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới nơi. Chị ba có chấp nhận được không? Bạn sao? Không, vì nè em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta, chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng không. cười mà cười ra nước mắt á. Ồ, giống như là em nghĩ là tía má anh đồng cảm gì đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi, rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Tao không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổi lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Rồi. Ôi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. Quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Vô đây. Dạ. Cái gì vậy? Có vô không? Thì vô từ từ chứ. Thì từ từ thì để bó tới cho người ta vô. Đứng xà ràng dính nhau như Sam, làm như yêu nhau không bằng vậy đó. Người ta có hạnh phúc thì người ta phải khoe chứ. Cô ba ơi. Kệ đi. Ê nó nghe nè, cái chuyện bên nhà em á là anh sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Dạ. Mà công nhận bé Hoa nó hay thiệt nha. Không biết nó thủ thỉ gì với tía má đó mà má xui lầm rồi. Ê, cũng phải nhờ anh cố gắng gì lắm đó nha. Dạ. Anh tạo được điểm gì lắm đó. Ê nó nghe nè, hồi nãy là có mua giúp cho thằng bé đó khoảng 10 tờ giấy số. Nếu mà trúng số nha, mình làm nó kính lớn luôn nha. Dạ. Anh nói em thích quá. Mà cái thằng bé anh nói với em là mẹ của nó bị bệnh, gia đình nó khó khăn á, đúng không? Đúng rồi đó, nhìn nó thấy thương lắm. Tuổi ăn tuổi học mà phải đi bán giấy số để mà lo cho gia đình. Mà anh nghĩ là mua giấy số vậy thì cũng không có ổn lắm đâu. Tại vì á, làm sao đủ tiền để lo cho mẹ nó. Dạ. Nếu mà như vậy á, mình phải kêu gọi mọi người để giúp đỡ nó nha. À, đúng rồi, cái ý của anh hay lắm, em thích. Có hai. Cô ba đâu? Không có trong đó hả? Không thấy. Dạ, chắc đi ra ngoài cô Sáu hay đi mua đồ gì thôi, đi chợ gì đó. Đi chợ hả? Ừ. Nhưng mà cũng đâu quan trọng. Hả? Ra sao? Thì ý là em mới vừa nghe lén một cái câu chuyện nó quan trọng hơn. Mà nghe lén vô gì? Nghe nói là hai anh trúng số gì đúng không? Ủa? Đâu có đâu, chưa có trúng gì mà. Chị mới mua hai tờ thôi. Đúng rồi. Chuyện á là hai anh tính là quyên góp một cái số tiền cho cái thằng bé mà bán vé số á, để mẹ nó có tiền đi chữa bệnh. Đúng rồi. Trời ơi, thánh thần ơi. Ba, cái chuyện này tại sao không cũng tôi? Trời ơi, cái nghề của tôi mà. Bây giờ muốn giúp nhiêu tiền? Không có tiền. Vậy giúp bằng gì má? Có cái miệng. Miệng để làm gì? Cái miệng tôi quyên góp dữ lắm mà nghe. Cho nó nghe nè, chấm ra đi. Ôi cha má ơi, cái gì vậy? Dù gì có thứ gì. Thôi bây giờ vậy là không giúp được tiền đúng không? Thì tôi quyên góp phụ cho. Con biết rồi, bây giờ nhà nào không giúp được tiền á thì mình chịu khó ha, mình đi vận động bà con. Hiểu không? Người ta giúp được tiền này mà giúp được tiền, người ta giúp được quà thì giúp được quà. Hiểu chưa? Thôi bây giờ tính ra vậy. Sao? Mình chia nhau mình đi kêu gọi bà con. Ok nha. Đúng rồi, chia nhau ra đi. Đi kinh. Đi nha. Trời đất ơi, mới gì nói chia nhau, cái nắm tay nhau đi xà nẹo vậy đó.